Hiện giá hạt tiêu đen ở mức từ 68 đến 72.000 đồng một kg. Mức giá này tăng khoảng 20% so với trước tiết nguyên đán và tăng khoảng 20.000 đồng một kg so với vụ tiêu năm ngoái. Mặc dù giá tiêu tăng cao nhưng người trồng tiêu ở các vùng trọng điểm như Lộc Ninh và Bù Đốp đang đối diện với khó khăn là việc thuê nhân công để thu hoạch với giá nhân công được đẩy lên tới 250 đến 300.000 đồng một ngày. Thế nhưng nhiều nhà vườn vẫn không tìm được người cho dù tiêu đang chín rộ.